Mùa về tới nhà rồi nè bà con. Về tới nhà rồi coi cái bông nó nở nè. Khoe cái bông chút xíu trước khi vô review dòng trà. Hello bà con. Giờ sáng nay lắm, 10 dậy rất là sớm để xách cái tụng để đi chợ nè. Anh 10 anh dậy, anh dựng đầu 10 dậy quá trời sớm luôn á. Mà trời thì rất là lạnh, lạnh đến nỗi mà cái xe của anh 10 nè, bà con thấy không? Bây giờ nó đông đá luôn. Mà nó đông đá như vậy thì làm sao mà thấy đường mà chạy, thì để 10 lấy cái cây cào ra cho cả nhà xem. Ồ, cậu có chai nước đông đá luôn rồi mới ghê chứ. Đây, đây là chai nước nè. Trời ơi, từng rồi á, thời tiết á, thì rất là nóng đẹp, mười mấy 20 độ luôn. Mà hiện giờ nó có 2 độ thôi nè, bà con coi nó đông đá nè. Cái chai nước để trong xe nó đông đá luôn nè, thấy không? Ghê hồn không? Đó, quá trời lạnh luôn, bây giờ nó có 2 độ thôi, rất là lạnh. Thành ra trên xe anh Mười phải có cái cây cào vậy nè. Đó, mỗi lần mà đi đâu là phải cào vậy nè. Cào rồi mới thấy đường mà chạy chứ không thì đâu có thấy. Đó, cào vậy đó, thấy chưa? Đừng sợ trầy kiến nha. Kiểu nó vậy á, không có gì để trầy hết trơn á. Nó bằng nhựa thôi. Đó, Mười đi chợ sớm là để đi mua cái bộ thử Corona ở trong siêu thị Aldi nó bán. Thì tuần sau là DM Rothmann rồi nó mới có, nhưng mà bữa nay là cái bữa mà đầu tiên mà của Aldi nó bán. Thành ra anh Mười kêu Mười phải dậy sớm đi, chứ không là ăn lát hồi là còn có cái thùng giấy không á, chứ không có cái bộ thử nào đâu. Đi mua về để sẵn ở trong nhà, có gì mình cảm thấy mình nghi ngờ á thì mình thử tại nhà luôn để cho mình yên tâm. Bữa nay như vậy là ít nè. Mấy tuần trước cái hôm mà Tết Việt Nam, ở bên Tết Việt Nam mình á, là bên này là bão tuyết luôn á, là trời ơi nó đông đá xuống mà mở cái xe của anh Mười không ra nổi luôn á. Nó cứng ngắc luôn. Nó dày dữ lắm luôn, chứ không phải ít như vậy đâu, như vậy là quá ít luôn nè. Đó, cào nhiêu đây là đủ đủ anh Mười thấy đường chở Mười đi shopping rồi. Giờ Mười đi shopping nha. Tới siêu thị rồi nè cả nhà, siêu thị Aldi. Từ nhà chạy ra đây rất là lẹ, có 4 phút là tới chợ thôi. Bây giờ vừa Mười mời cả nhà đi vô chợ với Mười nha. Nói đi vô chợ chứ thật sự là siêu thị á, nhưng mà do quen miệng cứ nói đi chợ không à. Cái bộ kit nó để đâu quên anh Mười? Không biết, thôi đi gặp kiếm. Thôi vậy đi mua bánh mì trước đi. Bánh mì bị đeo ở tay thì bị cưng. Đeo tay vô đằng móc bánh mì. Bốc bánh mì gì đó, lấy cái bánh này một cái, lấy cái này về ăn sáng uống cà phê. Hai cái với lại cái bánh tay gờ à, tay gờ cái này ngon nè. Cái này á, ăn nó có muối, nó có tiêu, nó thơm, nó ngon hơn là cái đằng kia. Cái này nè, cái đó không ngon bằng cái này đâu. Đó, thành ra là Mười lấy cái này nè. Rồi, ăn sáng vô đây đủ rồi. Ăn nhiều quá, không có tiền ăn. Xong lột bao tay ra dịch vô. Mười mua đồ xong rồi nè, cả nhà. Mua được có nhiêu đây đồ ăn à. Nhiêu đây sống được 2 buổi sáng à. Còn mấy cái đó là đồ của anh Mười, Mười không có tham gia. Mà hỏi rồi, không có cái bộ test cả nhà ơi. Lý do là hàng nó chưa có về. Mà mình coi báo thì nó nói là hôm nay là anh đi là có đầu tiên. Nhưng mà hỏi rồi không có. Nó nói là hàng chưa về. Chắc là thứ hai thứ ba gì mới có đó. Chứ hôm nay là thấy thua rồi đó. Giờ Mười đi qua bên DM, Mười quay cái chai thần dược cho cả nhà xem. Trên tay Mười đang là hai loại dầu.
À, ba loại, để Mười lấy thêm loại này nữa để dễ phân biệt khi mà bà con mình đi mua, dễ phân biệt nha. Cái dầu này là dầu tràm, là Mười nói là cái dầu này nè. Dầu này thì hướng dẫn sử dụng sao thì một chút nữa Mười về nhà Mười sẽ nói sao ha. Nhưng mà giá của nó là 1 đồng 75 sen. Cả nhà nhớ nha, vô DM mua cái chai dầu này 1 đồng 75 sen một chai. Chút nữa Mười về nhà Mười sẽ nói nó kỹ hơn nha, giờ Mười chỉ quay giá thôi. Cái chai dầu này là nó 2 đồng 95 một chai nha cả nhà. Nè, 2 đồng 95 bự lắm, 50ml lượng tha hồ mà xài. Còn cái chai dầu bạc hà này á, thì dầu bạc hà là 1 đồng 65. Đây, 1 đồng 65. Mười về tới nhà rồi nè bà con. Về tới nhà rồi cái bông nó nở nè. Khoe cái bông chút xíu trước khi vô review dầu tràm. Đó, thấy cái bông chưa? Rồi bây giờ đẩy cái bông qua. Bông này là Amaryllis nha. Đó, nó nở bữa giờ quá trời bông luôn, có mấy cây luôn nè. Có cây nó mới vừa nở xong hết cái là nó vừa cắt nè, như cái cây này nè, vừa cắt hết cái bông nó, cái nó ra tiếp cái mầm mới nữa, cho nên là ra liên khúc luôn. Mất công lấy ra quá, lấy ra sợ nó ngã cây kia. Giờ Mười nói cho cả nhà nghe là hồi nãy sau khi mà tính tiền ở trong anh Đì ra đó, anh Mười mới hỏi nhỏ chỗ quầy á, là chừng nào mới có cái bộ test corona. Thì nó nói rằng bây giờ nó cũng biết khi nào có nữa, tại vì số lượng không có nhiều để bán cho nên nó cũng không biết khi nào. Nhưng mà mình coi trên đài rồi báo rồi đưa tin đó, thì nói là hôm nay là ngày thứ bảy anh Đì là sẽ bán cái test corona đó là đầu tiên. Còn như DM, Rodman hoặc mấy siêu thị khác đó, thì qua tuần mới có. Thì không biết như có bán nhiều hay không, không biết. Sáng nay anh Mười dựng đầu dậy cho sớm để đi vô mua, sợ không có hàng, cuối cùng có đâu. Rồi nhỏ đó nó mới nói là bây giờ á, mày mua mày trả tiền tại quầy, rồi sau đó đó là nó đưa cho mình, sau khi mà trả tiền xong á, nó mới đưa cho cái giấy này là có cái mã số trên đây nè, có mấy cái mã số, rồi mình về mình vô mạng, vô trong cái trang của anh Đì á, cái mình điền vô, mình gửi thông tin là địa chỉ của mình ở đâu vậy đó, là nó sẽ gửi về cho mình, gửi tới nhà luôn. Một bộ của nó là 5 cái thì mua là 24 đồng 99 cho 5 cái test corona, mình test tại nhà để biết kết quả liền luôn. Tại vì mua test thử coi bữa giờ Mười nghiêu ngao trời biển đó coi có bị gì không, cho tại bữa giờ ở đây nè mới ra mấy tiệm trà sữa lận, cho nên cũng bon chen lắm, đi ra đứng ship hàng mua uống tối ngày à. Thành ra là về thử, thì khi nào mà hàng nó về tới thì Mười sẽ review tiếp cho cả nhà xem là test nó như thế nào ha. Giờ Mười bỏ nó qua bên, giờ Mười nói với cả nhà về cái thần dược của Mười không thể thiếu ở trong nhà. Thiếu tiền, thiếu bạc thì có nha, nhưng mà cái này là không thể thiếu nha. Thành ra Mười cứ gọi nó là thần dược là như vậy đó. Thì hôm bữa mấy cái clip Mười cũng có nhiều cái clip là Mười chia sẻ về cái dầu tràm. Nhưng mà do Mười không có nói rõ đó, kiểu nói chung chung á, thì nhiều mấy chị em không có rõ. Cho nên có nhiều chị nhắn tin hỏi Mười và nói Mười bữa nào review lại cái dầu tràm. Thì bữa nay Mười nói rõ đó là cái dầu tràm này á, là để chị giống như là thí dụ như bị nhất là những nhà mình nên có cái này nha, tại vì con nít đó mà nó chạy, nó giỡn, nó té hay là nó bị bầm tay bầm chân, rồi ong chích, rồi mũi cắn, rồi những cái con côn trùng, dễ nhất là mùa hè nè, dễ bị mấy cái con nó chích vô nó ngứa, thì mình cứ xài. Mà mỗi lần mình xài thì Mười cũng nói là mình thí dụ nha, mình sẽ cho nó ra đây, mình cho nó lên cái chỗ mà mình bị vết thương á, cái chỗ mà bị bầm dập á, thì mình tha nó lên, xong mình dùng cái ngón tay cái nè, mình phải ấn nó vô, mình chà nó, chứ không phải nó không phải là như cái dầu gió xanh mà mình chỉ cần quẹt vô lỗ mũi một cái là xong, mà mình phải dùng ngón tay cái ha, mình bóp, mình massage nó khoảng 10-15 phút gì đó. Thì cái này nó hay là do như vậy, là
Mười bị rớt cái lon bia từ ở trên cái cánh tủ lạnh xuống cái ngón chân của mười, là nó bị bầm tím luôn mà nó rất là đau. Bữa đó là mười tưởng là gãy xương ngón chân luôn á, mười la làng luôn, đau mà khóc luôn. Thì bắt đầu mười mới sực nhớ lại cái chai dầu tràm. Thường á là mua chỉ để là mũi chích hay là ong chích mũi cắn gì đó thì mới xài, nhưng mà cái lần đó mười mới lấy ra, mười xước lên thì mười lấy cái tay ngón tay nè, mười ấn nó vô, mười massage nó. Thì khi mà mình đang bị đau mà mình ấn vô nữa là nó đau dữ lắm, nhưng mà mình phải làm nha. Mình cái con gì rầy, nhưng mà mình phải bóp nha, chứ đừng có đau rồi là ngưng nha. Mình cứ việc bóp vô, bóp một hồi á là cả nhà biết không, nó tan hết máu bầm luôn. Chẳng những nó tan hết máu bầm mà nó không có bị đau luôn nha. Nhưng mà mình phải làm liền lúc đó nha, chứ đừng có để mà bị đau hồi nào rồi nó bầm dập hết trơn rồi mới lấy sức nha. Bị làm liền, bị liền lấy ra làm liền, không có chờ đợi. Thì bảo đảm với cả nhà là nó không bầm dập và không bị đau luôn. Rất là hay. Tan máu bầm. Nó sẽ tan máu bầm. Thì Mười có quảng cáo với anh Mười, nhưng mà anh Mười cũng không có mấy gì tin. Tại vì anh Mười ở Đức mấy chục năm rồi mà đâu có bao giờ anh Mười xài cái vụ này đâu mà anh Mười biết. Thì bữa đó cái anh Mười đi sao mà đá cái chân vô cái cạnh giường, cái nó bị sưng cái chỗ đầu gối. Cái xong Mười mới nói là có thần dược, có thần dược. Mười lấy thần dược ra, Mười chỉ anh Mười. Mười bóp lên, thì lúc bóp anh Mười cũng la làng, nó đau nhưng mà phải bóp nha. Trời ơi, cả nhà tin không? Nó hết, nó không bầm luôn, anh Mười không đau. Từ đó anh Mười bắt đầu khoái. Thì khoái thì xong cái anh Mười mới có một cái mục ruồi ở bên nách nè, gọi là con dây chó á, chứ không phải mục ruồi đâu. Mục ruồi nhỏ nhỏ phải không? Còn mục này nó bự như là cái hột đậu xanh vậy đó, nó giống như cái cục thịt dư luôn á cả nhà, mà nó màu đen á. Có mấy người hay có trên mặt, người ta gọi là cọng rau tài á, nó giống vậy đó. Nhưng mà của anh Mười nó không mọc trên mặt, thành ra anh Mười không có tài, mặc do nó mọc trong nách mà cũng không có rau tài. Nếu mà phải nó mọc trên đây là có rau tài rồi, mấy người rau tài đó người ta tài giỏi lắm. Mà anh Mười nó mọc lộn chỗ, nó mọc vô trong nách. Thì anh Mười mới nói để bữa nào đi về Việt Nam á, chắc là anh Mười sẽ đi bắn tia laser. Cái cục đó nó càng ngày nó càng bự. Thì anh Mười nói hồi xưa nó nhỏ xíu mà sau giờ nó bự lên. Thì xong Mười mới nói bây giờ thử thần dược coi, biết đâu nó hết làm sao. Thử nó hết thì nó hết, nó mới thôi. Cái bắt đầu Mười thử, thì Mười lấy cái dâu lam á, Mười cạo cạo sơ sơ cái mục đó cho nó hơi tróc tróc lên. Mười cạo sơ sơ xong Mười xức cái dầu tràm vô, Mười mới lấy cái băng keo cá nhân á, Mười dán nó vô. Thì sáng Mười làm như vậy, thì tới tối Mười gỡ cái băng keo ra. Thì tối thì Mười chỉ lấy dầu Mười xức lên một cái vậy thôi, chứ Mười không dán băng keo nữa. Thì Mười làm đâu chắc khoảng 3 ngày như vậy là dán băng keo. Sau 3 ngày thì Mười không dán nữa, mà chỉ có sáng cái Mười quẹt vô miếng, tối Mười quẹt vô cho anh Mười miếng. Thì khoảng chừng 10 ngày cái cục đó ha, nó teo lại từ 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 từ. Thì khoảng 10 ngày 2 tuần gì đó, tự nhiên nó teo lại, nó rớt mất cục đó luôn. Cả nhà hết hồn chưa? Anh Mười cũng ngạc nhiên luôn. Nó teo từ 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 từ, xong tự nhiên nó mất tiêu. Anh Mười lại đây review cho mượn cái nách, quay phim liền cho bà con coi để bà con tin. Nó không được đâu, là mất thuần phong mỹ tục hết cô Mười ơi. Sao mà mất có gì đâu, trả tiền cách xê rất là cao. Thôi sợ quá. Anh Mười này. Nhưng mà nhắc nhở bà con nghe. Sao? Cô Mười á, lấy dao lam cắt, cạo cạo cho nó trượt ra nghe. Nhưng mà cạo không có dùng, nhớ không được dùng dao bầu nghe. Dùng dao bầu mà cạo cái mấy ông chạy hết. Đứt cái cục đó luôn á. Mình mấy ông chạy hết. Mình chỉ cạo là sơ sơ thôi, đừng có cạo mạnh nha. Cạo mạnh quá đứt đổ máu luôn, đổ thừa cô Mười là không được á. Với lại cái này nữa nè, thí dụ như cái ai mà có cái mục đó nó mọc bất cứ ở đâu thì nên làm. Còn trên mặt mà mấy cọng rau tài thì đừng sức nha. Nhiều khi sức vô gẫm dị ứng mà lát hồi nó như là chung vô diệm luôn là không được nha. Thí dụ nó mọc bất cứ ở đâu thì có thể làm, nhưng mà trên mặt thì đừng có làm nha. Với lại nhiều khi á mà có người lại dị ứng á, không có chịu dầu tràm nha, chứ không phải ai cũng xài được. Cho nên tốt nhất á là mình mua về mình xức ở dưới cái chân mình trước. Mình xức ở dưới cái chân mà mình thấy ok, nó ngon lành, nó không có gì hết thì mình hãy sử dụng. Còn nếu mà xức vô mà dưới cái chân mà thấy nó bị dị ứng, nó đỏ lên, nó sưng đồ lên á, thì mình đừng có xài nha. Tùy theo người chứ không phải ai cũng xài được. Thì Mười mới rõ vậy, thì bữa nay Mười quay rồi giá cả ở đâu bán rồi. Nói chung là mấy cái siêu thị khác thì Mười không biết là nó có hay không, nhưng mà chắc chắn là vô DM là 100% là có luôn ha.
Mỗi lần mà về quê sắp tặng cái này cho bà con á, bà con mình rất là thích. Rồi cái chai này hồi nãy là mười có quay ở trong DM rồi, nhưng mà mười không có mua, tại vì cái này ở nhà có, nãy mười chỉ mua có hai cái chai này thôi. Cái chai này á, là để trị ho, nhưng mà cả năm nay luôn chắc không có ho hay sao á, cái chai xài có chút xíu à. Ở nhà là mười xài cái chai này là nhiều nhất, tại vì mùa hè anh Mười đồ hay bị mấy cái con gì nó chích, nó cắn, nó ngứa. Rồi với lại nhiều khi đi Mười đi không có để ý, hay đá chân đá đồ vô cạnh giường, cạnh bàn đồ tùm lum hết trơn á. Cho nên cái này là Mười xài nhiều nhất. Còn cái dầu bạc hà này á, thì những cái ngày mà giống như Mười cảm thấy mà yếu yếu, muốn bệnh trong người á, cái Mười xả nguyên một cái bồn nước nóng lên, bồn tắm á, cái mùi cho nó dài giọt vô trong đó, cái mình nằm mình thư giãn, mình hít cái mùi dầu tràm. Trong DM nó cũng có bán những cái chai mà để mình trị cảm hay gì, mình mua về mình đổ vô thì cũng tốt, nhưng mà mình thêm dài giọt này vô nữa nó có cái mùi mặt hạ rất là đã. Rồi còn không thì mà mình cảm cảm mà nghẹt mũi rồi đó, thì mình cho nó vô cái ly nước nóng, mà mình cũng có thể để giống như xông cái mũi, úp cái mặt mình vô xông cho nó rất là hay. Rồi còn không mà nếu mà cảm thấy mà ngứa cổ mà khó chịu gì đó, thì mình làm một cái ly nước trà nóng, cái mình bỏ nó vô khoảng một giọt đi, rồi mình uống luôn, nó cũng rất là hay luôn. Nhưng mà nhớ là chỉ có dầu bạc hà này mới uống nha, còn hai cái dầu tràm với cái chai này thì không có uống được nha cả nhà, nhớ nha. Chỉ có câu hỏi, chỉ duy nhất một thằng này được uống. Ví dụ như mình bị ho cái này nọ, rồi mình làm nấu tô bún riêu, mình bỏ cái dầu bạc hà này vô cũng được vậy. Tụi nó bạc hà này để ăn hả? Xàm nữa. Ai mà tào lao chỉ tầm bậy à. Không có được, đừng nghe lời anh Mười. Chỉ có pha nước trà uống mới bỏ vô thôi nha cả nhà. Anh Mười này tào lao quá. Đó, thì bữa nay đáng lẽ là Mười đi review cái test corona thì không có. Thì sẵn tiện đó, Mười review cái dầu tràm lại cho chị em mình đó. Ai mà xem cái clip này rồi thì Mười khuyên nha, nên đi mua hai cái chai này để sử dụng trong nhà. Nhiều người thì nghiện cái mùi dầu gió xanh, nhưng mà dầu gió xanh thì chỉ quẹt mũi rồi nó thơm thơm rồi vậy thôi. Nhưng mà nếu mà nói về mà bị mũi cắn ong chích hay là bị té, bị chặt giò, chặt cẳng gì á, thì sức nó không có xi nhê gì đâu. Mà phải là cái dầu tràm nha, rất là hay luôn. 1 đồng 75 một chai thì tính ra có khoảng chừng 50 ngàn Việt Nam đồng mình thôi một chai. Còn trong khi đó cái chai dầu xanh của mình nó rất là mắc mà nó ít nữa. Chai dầu xanh hình như nó có 20 mấy ml, là nó rất là ít. Cái chai này nó nhiều lắm. Chai dầu tràm thì nó 30, nhưng mà cái chai này thì nó tới 50 lượng, nó rất là nhiều. Đó, thì Mười thấy xài hay thì Mười giới thiệu cả nhà vậy thôi. Bây giờ là Mười đói bụng rồi, Mười hôm Mười sẽ đi ăn sáng. Đói bụng quá trời rồi. Ăn sáng gì nữa, Mười bây giờ mặt trời lên quá ngọn tre rồi kìa. Gần 12 giờ rồi, ăn trưa. 12 giờ này mới có chừng 11 giờ chứ nhiêu. Hồi nãy mới ngủ, thường bữa là Mười ngủ dậy là cỡ 10 giờ, 11 giờ mới dậy. Tại vì thời buổi này corona dậy sớm cũng đâu có gì làm đâu. Cho nên nướng chờ giờ nào nó khét luôn rồi Mười mới dậy. Mà sáng nay anh Mười dựng đầu dậy sớm để sợ là đi vô... anh đi sợ bà con ai cũng ùa nhau đi mua rồi nó mình đi trễ mình không có còn, cho nên là đi sớm. Ai ngờ cuối cùng đi vô sớm cũng không có luôn đó. Giờ Mười đi ăn sáng, bye bye cả nhà nha.